BJ bị Hoàng Yến Chibi đòi nợ. Mọi người đều biết anh B-Ray là rapper của bài hát Ừ Em Xin Lỗi đúng không ạ? Và như lẽ ra là như vậy đúng không anh? Thì Bao Trần ít nhất cũng phải có một cái clip reaction về cái MV đó đúng không mọi người? Thực ra thì Bao Chuẩn đã không hoạt động cũng 4 tháng trời. Thấy chưa? Fan anh yêu anh là không lý do và anh cũng không được quyền lý do với các bạn.